Mời người về thăm hoa hao lượn lờ soi bóng. Muốn ăn là phải tốn một cây dừa, hy sinh một cây dừa. Đặc biệt là năm nay thấy cơm này kia ngon miệng không? Dừa ăn không? Lúc nào cũng ngon ha. Nói chung đi giờ tới đây là thấy vui đúng không? Sáng giờ 1 ca, còn có 1 ca con muốn ngon. Học lớp 5 à, mới học lớp 5 là biết đổ bánh xèo rồi. Để mình tiếp được là mình vui đúng không? Bỏ ly. Ở mình thêm một câu dưới nữa là xin đừng bỏ đi, là ghé đây uống một bịch nữa. Khi mình ở miền Trung mình vào miền Nam nè. Em vào đây dự lễ này được mấy lần rồi? Dạ lần đầu tiên. Quá giỏi luôn. Em gái đại tiên sốt luôn nha quý vị. Chị gao lớn lớn lên đi, cái anh này lắm chưa có gia đình nè. Hai bình nước cam tặng người yêu đó. Đó, vô anh Duy ơi. Năm nào cũng tiếp ha. Một tháng 10 ngày. Kéo lửa bà con ơi. Năm nay hơi vắng nha. À, năm nay khách đi không bằng năm ngoái nha. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày chánh lễ của đại lễ ngày 25 tháng 11 âm lịch hàng năm. Ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Hiện tại thì bước chân miền Tây đang có mặt tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sáng ngày hôm nay thì bà con đi hành hương quá đông luôn, đặc biệt là những cái bếp ăn phục vụ dường như là lục tỉnh miền Tây và cả miền Nam. Gói gọn trong những cái bếp ở khu vực An Hòa Tự và cái khu vực nhiều khu vực khác nữa như là Tổ Đình hay là bên ông Bà Thế là phục vụ hết cho tất cả bà con luôn. Đó là một điều rất là tuyệt vời, hình ảnh đẹp của người miền Tây chúng ta. Thì bước chân miền Tây cũng kính chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày đi lễ vui vẻ an lành và đặc biệt nhớ an toàn nha, gìn giữ không đeo trang sức có giá trị trên người để tránh những cái điều xấu không tốt diễn ra tại nơi lễ là nơi đông người. Ở đây có một cái trại phát nước để mình vô mình trò chuyện với bà con luôn. Bên đây rồi con xin chào. Anh chị con đó. Xin chào gia đình. Dạ. Đây là mình dạ. Ngon cô. Ngon. Kìa cô kìa, vừa đãi mà vừa thưởng thức luôn nè. Tự có nghĩa là mình tự khen mình. Tự khen mình luôn ha. Dạ, tự khen. Rồi, nữa đi thôi. Rồi cảm ơn tấm lòng mọi người. Đây một cốc nước hột é uống cho mát. Mát rồi lạnh rồi trị bệnh nữa. À, miễn phí luôn. Rồi đặt vô vô cho đủ phim. Để sao không ai nói nữa. Chào thấy ngon không? Ở đây là kêu gì? Ngon dừng. Ngon dừng mát. Mát thơm ngon. Ừ. Chị nói lên thêm đi, chị làm ca nữa nha. Thôi được rồi, con gái hết cái ca. Tấm lòng của mọi người gái hết cái ca, quá ngon rồi. Uống một ca muốn no luôn. Uống vô là no liền. Dạ. Uống vô là no liền. Sáng giờ uống gần 1 chục ca đó. Sáng giờ 1 chục ca hả? Đô mạnh dữ. Đô mạnh lắm đó.
sáng giờ 1 ca. Con có 1 ca con muốn muốn no rồi. Đồ của mình ở đâu đãi hả con? Ở Sương dạ. Dạ dạ. Rồi chúc mọi người sức khỏe nha. Lấy thoải mái đi mấy anh ơi, miễn phí. Dạ quay luôn dạ. Đó, người bệt đây, người bệt đi. Anh kênh vậy? Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây hả? À, ở đâu đi anh trai? À, biết kênh đó. Biết kênh đó luôn ha. Bước chân miền Tây với họ. Ở đâu đi chú? Ở đây. Mình ở đây nè. Dạ, rồi. Trong khu vắng đó đang. Dạ. Rồi đi lễ vui vẻ nha chú. Không hỏi nữa đi anh, không vắng. Hỏi nữa đi hả? Trong lò nấu bánh mì. À. Thôi giờ mình cảm nhận hôm nay, sáng ngày hôm nay khi mình đi ngày chánh lễ đi. Thấy dòng người như thế nào? Rất vui, rất thoải mái. À, năm nào cũng đi hay sao chú? Cũng có đi hết. À, còn anh trai thấy sao? Thấy vui lắm, thấy bà con mình đông lòng đạo rồi, ta làm từ thiện dữ lắm. Ừ. Nước ngon không? Ngon lắm, ở đây mấy người này làm rất là ngon. Mặn bịch nữa đi. À, thôi mọi người. Dạ, thôi mấy người đi sức khỏe nha. Nào mấy người lên. À, trưa nay lên luôn. Những cái bếp khổng lồ như thế này là hoạt động với công suất là tối đa để phục vụ cho tất cả du khách như là bà con về hành hương. Nhiều bếp ở đây mình thấy có tới 2-3 cái bếp lận. Bây giờ mình sẽ đưa cô chú anh chị ra cái khu vực đổ bánh xèo. Rồi năm nay đổi bánh xèo về ra cái khu vực này rồi. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phòng bếp như vậy là gồm 10 bếp ga mini. Chỉ cần một người thôi. Chị bên kia đứng chờ kìa. Chờ lâu chưa chị? Chị ơi chờ lâu chưa? Thấy tốt cả mồ hôi vậy kìa. À làm tiếp hả? Thấy cầm dĩa. Dạ cầm nó vô xanh mặt mày đó. Sáng giờ bao nhiêu bột bà chú? Bột bằng có nghe là hôm nay là đúng là tại bên đây nữa. Hết biết luôn rồi. Hết biết luôn rồi, giờ mệt quá hết trả lời được. Hết biết nhiêu bột luôn hả chú? Đổ bột bây giờ đổ đãi hoài chừng nào người ta hết sinh là hết, hết ăn đó rồi mình dạ chứ còn số lượng này không có biết được bao nhiêu ký bột không biết nổi ha, không biết nổi luôn. Dạ sáng cầm cái ghê luôn. Dạ vui vẻ cái ghê. Hồi sáng đông lắm hả? À ủa mình nghĩ giờ này mới đông chứ giờ này là giờ cơm mà. 2 ca này thay rồi nè, nè đang tăng chập thay đó anh. À tăng 2 đó hả? Tăng 1 là 2 ca đó. Anh đứng xèo cho anh. Dạ. À, để em quay chút xíu. Mấy chị đây giỏi lắm nghe, một mình là căng hết 10 ca 10 bếp đó. Chấp hết 10 bếp đó. Giờ bước chân miền Tây nữa rồi. Ủa sao nay trời ơi sao nay nay mẹ tôi qua đây rồi. Hello, chào bước chân miền Tây nha. Hồi nãy giờ cho chảy mong bước chân miền Tây mà không gặp giờ xuống đây nãy giờ không. Vậy là bữa nay mẹ con mình có duyên rồi đó. Có duyên rồi. Sao bữa nay qua đây rồi? Mặn thỉnh gầu hết trơn rồi. Ở bên An Hòa Tự. Mà trưởng rồi không quay đi quay ai. À hồi nãy con chuẩn bị đến đi qua An Hòa Tự nè. Vậy là có duyên gặp cô đây. Ăn bánh xèo không gì lấy bánh xèo qua. Vậy là gì qua đây gì tiếp bánh xèo. Không không có tiếp qua đây xin bánh xèo gì à. Cháu đây kia cháu đủ bánh xèo. Dạ dạ rồi rồi gì xin đi. Chút để... chút con ăn ha. Dạ chút xíu nào con dùng thì con xin. Tại con còn quay. Bánh xèo không phải ăn ngay. Dạ. Ăn đây chút xong. Dạ đâu đâu dạ con chào vậy ha. Con xin cái bánh xèo. Bên đây là tới 3 khuôn luôn. Ai ở đây là chủ đồ chủ cái bao nhiêu bao gạo? Sáng giờ đi thế nào sao? Tính nóng quá. Dạ A Di Đà Phật gì ơi. A Di Đà Phật đây gì ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cháu à, bà lớn hả? Vậy là cháu bao nhiêu tuổi à, cô? À 11 tuổi là biết đổ bánh xèo rồi ha. Vậy là hay hơn chú rồi. Chú 30 mấy tuổi là chú chưa biết đổ bánh xèo nữa đó. Con gái học lớp mấy rồi? Học lớp 5 à, mới học lớp 5 là biết đổ bánh xèo rồi. Là mẹ dạy hả em gái? Vậy năm gà dạy hả chứ mẹ không dạy. Ấy quá giỏi. Vậy là bữa nay dẫn cháu đi đổ tiếp ha cô. Quá tuyệt vời. Ở đâu cô? An Phú hả con? Dạ, xa quá. Ngon quá. Quá đắt rồi. Quá khéo tài. Sao cười dữ vậy? Cười gì được lên tivi phải không? Bất cỡ à. Sáng giờ bắn được không chị? Bắn chậm ha. Dạ. Thôi đi rồi hết bất cỡ. Ở đây cô bán rồi, lại đây, lại đây, lại đây chú quay luôn. Rồi xin chào, đứng ra nói chuyện chút xíu luôn. Ở đâu đi? Kêu quay rồi đi te te. Bất cỡ. Giờ thì bước chân miền Tây mới chia tay khu vực đổ bánh xèo. Mình sẽ cập nhật dài về khu chạy cơm số 4 như là khu vực An Hòa Tự. Nghe bà con bán rất là nhiều đồ, quần áo rồi giày dép. Quần tây 35.000 đồng, 3 cái 100.000. Quay đây nè anh. Quay áo sơ mi 10.000 đồng một cái, rồi áo tay dài 20.000, đồ giá rẻ bình dân 35.000 một cái. Gian hàng bán sản phẩm từ tre, đây là muỗng nè, tre này được làm tất cả đều bằng tay hết. Lại gặp chú nữa rồi. Chào chú, năm nay thấy im không chú? Lỡ 25 mình bán chậm hả chú? Dạ, không bằng 18 năm ha. Sao chị gái? Yếu. Năm nay bán không bằng 18 hả? Đúng rồi, không bằng 18 tháng 5 đâu. Với lại dân mình bây giờ làm như kinh tế hơi khó khăn. Bởi vì mua đồ đi thì cũng đông đó, mà có cái mua đồ ít lắm. Có nghĩa là người ta chỉ đi cúng thôi. Đúng rồi, đi cúng. Vậy là cũng không bằng 25 năm ngoái luôn. Đúng rồi. Bà con mình cứ an tâm đi lễ thì khỏi sợ, ăn uống miễn phí rồi. Chỉ cần có tiền đổi xăng là được. Chỉ cần đổi xăng là được. Có dư ra chút đỉnh thì mua hàng ủng hộ. Dạ, có dư chút đỉnh thì ghé mua cầm mắt kiến đặng đi đường ha. Kính với gia gia đình. Rồi, chúc chị gái sức khỏe bán đắt hàng. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn con chú, hẹn gặp lễ 18 tháng 5 nha. Năm bán 2 lễ. Năm bán 2 lễ, quê đâu chị gái? Dạ, Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang. Rồi, chúc chú bán đắt hàng luôn nha. Cổng chùa. Nè, đũa nè. Tụi mình giới thiệu đũa chút xíu, này là này chắc tùy loại tùy giá hả chú? À, cái đũa này là truyền thống của miền Tây mình đúng không? Cái này là nguyên chục hả chú? Một chục 15.000 đũa truyền thống miền Tây mình nè. Rồi đũa này là sau này có hoa văn này kia nọ cho đẹp mắt nữa. Này cái đĩa mũ, đũa mũ.
gỗ nữa nè, dụng cụ miền Tây, lễ năm nào chú cũng bán ở đây hết. Lượng lớn giày dép. Đến từ đâu giới thiệu luôn? Hiệp Sương. Về hả? Ủa về sớm vậy? À đi sắm đồ ha. Đi sắm đồ Tết luôn đi. Leo bán quần áo nhiều. Dép mũ. Đây là gian hàng dép mũ nè. Gian hàng này hình như là áo bà ba. Quá đắt. Mua để đi hành hương đi chùa. Có áo bà ba cho mấy em bé nữa, mấy cưng quá. Một bộ 15.000. Ba cái quần 50.000. Ba cái quần sọ. Đưa miễn phí luôn. Thấy bà con cũng mua quần áo nhiều. Có gian hàng của chị mất kính là mua chậm. Giá số luôn. Đây là công viên ở phía trước chùa An Hòa Tự. Do người ta không có cho mình vào chùa quay phim, mình chỉ đứng ở khu vực ở ngoài thôi. Bà con đi giếng đi hành hương quá đông. Chùa này thì theo như bức tranh miền Tây biết ngày xưa là chùa đạo Phật, sau đó thì tặng cho bên Hòa Hảo chùa Hòa Tự, trở thành người ta còn gọi là chùa Thầy. Cộng đồng mong như này quá đau buồn. Để đảm bảo cho mặt bằng rộng thoáng, góp phần làm cho đại lễ được trang nghiêm trọng thể, ban tổ chức đại lễ. Cơm không rồi. Dập à. Giới thiệu đoàn luôn cô. Đang lên YouTube kìa cô. Bà làm cô mất mặt. Giới thiệu đoàn luôn.
còn cơm mình ở đâu? Đây là ngày lễ đảng thanh đức thầy 15 tháng 11 lần thứ 104 dạ của đức quỳnh giáo chủ, lần thứ 104 của đức quỳnh giáo chủ, có nhà ăn của ông cái nhà ở bên trong đã cơm chè cơm số 4 mời bà con quý vị mình đi ăn cơm không đành phục vụ tận tình ăn dạ. Chúc cô sức khỏe. Cảm ơn cô. Thấy quay phim rung hết trơn hả? Làm rung hết trơn kìa. Làm rung hết trơn. Dạ. Đánh cái này xuống mẹ. Từ từ. Mẹ ơi. Thấy quay phim rung hết trơn rồi. Thôi đá bào không có tới nữa nghe. Đá bào. Đá bào nước cam, đá bào nước cam. Mời quá, ngon chịu không nổi vậy. Đây, đá bào nước cam. Là... nước cam yêu đây. Đây. Đây là nước cam hay trà tắc? Năm bịch nước mấy chị. Này nước cam hả? Nước cam. Nước cam. Cam tắc, cam tắc. Cam tắc. Cam tắc. Hai bịch nước cam tặng người yêu nghe. Cái gì đó lại chị? Hai bịch nước cam hả? Tặng một người yêu hả? Thiệt không? Thiệt. Để coi chừng mấy anh độc thân minh chàng vô không kịp thở đó. Cứ chàng thoải mái. Chứ có không nha? Có. Vậy là mình phải giới thiệu lên là đây, đây, ai nhận hai bịch nước cam là được tặng một cô gái đúng không? Tặng người yêu. Vụ này mới nha. Vụ này mới chát luôn đó. Hai bịch nước cam tặng người yêu. Vui vẻ, dễ thương, chúc mọi người sức khỏe. Hai bịch nước cam tặng người yêu rồi tao mà một bịch cam tặng cái gì trời. Đó, con tính hỏi cái gì bên đây nè, bên đây tặng cái gì? Giờ hỏi cho cô tặng cái gì trời. Bên đây tặng gì vậy hai? Giờ hỏi nó hai giờ tặng tặng gì. Bên đây có tặng người yêu giống bên kia không? Tặng trái cam à. Bên đây tặng trái cam à. Vậy là một bịch nước cam tặng thêm trái cam nữa hả? Dạ, hai bịch nước cam tặng trái cam. Tặng kèm theo trái tách. Nè, một bịch nước cam tặng nha, về cái ông nạn quay nạn qua hỏi ông coi phóng viên đồ tên hỏi đâu giờ thôi chắc đêm đãi từ cách từ sau rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Chị gao lớn lớn lên đây, cái anh này lãnh chưa có gia đình nè. Hai bịch nước cam tặng người yêu đó. Đó, vô anh Duy ơi. Anh Duy ơi, hai bịch nước cam kìa, lấy 4 bịch đi. Tặng hai cô. Hai cô đi theo. Hai cô đi theo, có về chia cho em hút nữa. Cô luôn hả? Đó, ảnh chưa có gia đình đó nghe mấy chị. Này nước cam hay nước tắc vậy chị? Dạ nước cam, nước tắc luôn. Dạ. Hai cô đỏ lên theo. Dạ hai cô áo đỏ lên theo luôn hả? Vậy là 4 bịch là. Lớn lớn chứ là lớn lớn. Đây đâu đâu? Dạ tao làm chứng nè. Dạ. Hai cái là hai, một đứa hai bịch đi tao. Đứa hai bịch không? Là tặng ai vậy ai? Ai ai chỉ luôn nè. Ngoài cho hai bên chắc gì luôn. Dạ đâu cô? Cô nào với cô nào vậy hai? Hai cô mặc áo đỏ. Hai cô bằng áo đỏ nha quý vị. Sao kìa hai cô áo đỏ kìa. Uống hai cô để em đưa cho uống lần đi luôn hả? Uống đi con. Hai bình nước cam tặng người yêu rồi. Hai bình nước cam tặng người yêu. Bữa nay về đại lễ có vụ này mới nè. Nói vậy thôi chứ đi qua ông đứng đây hoài ông tính xin 4 bịch thiệt cái gì á. Ủa 4 bịch đi anh. Nãy giờ ông xin mấy bịch rồi chị gái? Chưa có lấy bịch nào hết. Chưa lấy bịch nào hả? Thôi chuẩn bị đưa ông 4 bịch đi. Đó đó anh lấy đi anh rồi. Dẫn hai cô về luôn. Là dẫn hai cô về luôn á. Thôi nói vậy chứ đi. Đi tía vô chồng tạm biệt mấy chị vui vẻ nha. Mấy chị vui vẻ dễ thương. Chị này nghe tặng cái hai cô đi ra sau ngồi luôn rồi kìa, không dám ra tiếp luôn kìa. Dạ. Con mà hỏi chú hai qua nay ép bao nhiêu là chú không có trả lời được đâu. Đúng không chú? Dạ. Phải hỏi chú rồi, chú tiếp được mấy ngày rồi? Hai bữa rồi chú. Hai ngày rồi dạ. Mai tiếp nữa không chú? Mai tiếp nữa không? Đây tới trưa là tan rồi phải không? Dạ bữa nay tránh là tránh lại. Dạ con quê ở đây luôn nè. Dạ, đây là nước cam. Nước cam mình của đoàn từ thiện hả chú? Miễn phí, miễn phí. Miễn phí. Qua nay chắc cả tấn cam rồi quá.
phải không chú? Dạ, vậy là nửa tấn rồi, qua nay nửa tấn rồi. Rồi chúc chú hai sức khỏe. Ơi, con gái ơi, đây nè, con gái ở đâu vậy con gái? Ô, con gái ngồi dáng giống người miền Tây mình quá ta, ngồi vậy đó thoải mái không? Trả lời chú ơi, con ở đâu đi? Hả, con ở nhà ở đâu? Con nhà ở đâu? Chào mới hả? Có ăn ngon miệng không đó chú nghe coi. Nè, ngồi dễ thương quá nè nè đó. Hey, hello em trai. Ở đâu đi em trai? Ở đâu? Thuận Giang. Tiền Giang. Wow, xa quá là hai bạn ở Tiền Giang hết. Vậy là mới qua sáng nay. Ồ, cũng xa quá ha. Đi bằng xe máy hay là mình đi xe lớn? Xe máy. Vậy là hồi sáng chắc đi sớm rồi. Hồi đó giờ đi bao nhiêu lần lễ rồi? Nhiều lắm hả? Đi nhiều lắm hả? Năm nay mình cảm thấy là có gì khác biệt không? Đặc biệt là năm nay thấy cơm này kia ngon miệng không? Vừa ăn không? Lúc nào cũng ngon. Lúc nào cũng ngon ha. Nói chung đi về tới đây là thấy vui đúng không? Rồi, chúc hai bạn trẻ sức khỏe, vui vẻ nha. Có một ngày lễ an lành. Tạm biệt, chúc ngon miệng. Hết này kìa, xin thêm dĩa nữa đi. Nói khen ngon mà. Chào mấy dì. Dạ. Mấy dì đang lặt hành với làm xả ớt. Chú ơi, chú ở đâu chú ơi? Dạ, con ở đây. Con ở đây. Mấy dì ở đâu? Dạ, ở Phú Vĩnh chú ơi. Ở Phú Vĩnh và dạ, Tân Châu. Phú Vĩnh, Tân dạ. Châu. Rồi khi nào về dì hai? Chưa sáng sớm mới về. Trưa nay là tan rồi ha. Dạ. Khi lấy mơ mới về không cần nữa. Dạ. Vậy là hôm nay mình tiếp được mấy ngày gì hai? À, đi bữa 19 tới nay. 19 chú. Tới nay, dạ. Có thấy mệt chưa? À, mệt thì mình vô nghỉ. Dạ. Nhưng mà mệt thì mệt, cái quan trọng là mình vui đúng không vậy? Dạ, đúng rồi. Dạ, khi mình làm được cái công việc này, dạ, dạ. Một năm chỉ có một lần thôi. Dạ, hai lần. Dạ không, một lần 25 tháng 11 với dạ, lần 18 tháng 5. Đúng rồi, 18 tháng 5 nữa là ai. Dạ. Vui lắm. Dạ. Bảo vệ ra chăm cho tới ngày cái về đi già mừng lắm. Dạ. Mạnh khỏe đi. Dạ. Không mạnh khỏe thì uống thuốc vô. Còn gì hai bên đây sao? Đi ra thầy phải nghe rồi. Dạ. Thầy phải đi. Dạ. Nói chung là thấy vui ha, đúng không? Dạ. Mấy về dạ. Con chúc mấy về sức khỏe nha. Dạ. Đây là làm khâu củ chai đỏ. Đã tiếp được mấy ngày rồi chị gái? Chị ơi, hai ngày hả? Chị ở đâu? Ở bên Hiệp Sương. Hả? Ở bên Hiệp Sương. Ở bên Hiệp Sương là Tân Châu ha. Ở đây là Phú Tân. Vậy là vẫn còn của Phú Tân. Thì bữa nay nữa xong rồi. Mai có tiếp không? Mai có ở lại tiếp nữa không? Mai nghỉ rồi. Mai nghỉ rồi. Em gái bên đây ở Hiệp Sương luôn hả? Dạ, em ở Phú Bình. Anh ơi. Em ở đâu? Ở Phú Bình. Ở Phú Bình là cũng Phú Tân của mình luôn. Dạ. Cho mình thấy khi mình tham gia vào ngày lễ mình thấy sao em gái? Thấy là mọi người thấy cũng đông người. Thấy mình tiếp được là mình vui đúng không? Dạ. Năm... đúng rồi em gái, anh bước chân miền Tây năm nào cũng tiếp hết hả em gái? Dạ không, bữa nay em mới tiếp đi học thôi. Bữa nay là đầu tiên hả? Dạ, tại bữa nay em đi học thì vậy.
À, bữa nay được nghỉ học mới tiếp. Rồi, chúc em gái sức khỏe nha, làm những cái công việc rất là tuyệt vời. Chào tất cả mọi người, chúc sức khỏe. Hẹn lễ 18 tháng 5. Dạ, năm sau đi chứ hẹn 25, 11 còn xa lắm. Dạ, hẹn năm sau gặp lại. Cô trưởng đoàn ha, cô trưởng đoàn chạy cơm số 4 luôn. Nãy giờ con đi quay mà không gặp cô mới vô. Chào cô trưởng đoàn. Đâu vậy là mình xài cái ly không có giống cái ly mũ ha. Dạ. Đâu đâu cái ly nào đâu. Xài ly này nè, mà ta cứ đem để tại bàn, không để thì ta dục trong phòng gác cũng có. Cái ly này. Rồi ly này cũng có nữa nè. Ly này bỏ. Có nghĩa là ly mũ mình sử dụng được, mình rửa lại. Tái chế là được, bởi vì ta bỏ phòng gác không à. Khách ta không biết ta bỏ phòng gác nên thành ra có cái câu là xin đừng bỏ ly. Đúng rồi, nếu phải đừng không mà. Ở mình thêm một câu dưới nữa là xin đừng bỏ đi, là ghé đây uống một bịch nước. À, nhận quà xong rồi mới đi. Dạ, nhớ là nhờ nhặt nước là gì, nhận nước rồi hãy đi. Ok, dạ, ở hả? Đây là để cà phê, cảm ơn cô. Dạ, đây đây. Dạ rồi, cảm ơn. A Di Đà Phật. Gian hàng đãi món cà phê, đoàn của mình ở đâu mấy cô? Đào Hữu Cảnh, chợ mới. Dạ. Chúc đoàn mình sức khỏe nha. Cảm ơn mấy gì. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn gì. Củ ở đây là đang lấy củ hủ dừa. Khoảng ba tắc thôi là bỏ luôn này, lấy hay bỏ hả? Không, lấy bỏ hả? Bỏ uống lại con không bỏ hủ dừa hả? Lá bỏ. Dạ, sau khi mấy chú chặt xong là mang qua bên đây quăng lên cho mấy mấy cô bên này. Dạ. Ồ, trắng phao luôn. Cái này nữa mình làm món gì đi hả cô? Cái này hả? Dạ. Cái này mình xào, xào dầu. Xào dầu hoặc xào dừa. Xào dầu hoặc xào hầm quýt được. Cái nào làm là như mắt kẹo, măng gì đó. Cái dân cầu măng mà cái này hủ dừa nó ngọt á. Cắn thử rồi ngọt cây à. Ngọt lắm hả cô? Dạ. Hủ dừa mà. Ăn sống, ăn cũng như ăn cũng như con sống vậy đó. Dạ, ăn rồi là có nghiện không? Mát, mát lắm. Ăn rồi có bị nghiện không? Nghiện nữa mà không có ăn. Nghiện không có ăn. Ăn là phải tốn một cây dừa. Muốn ăn là phải tốn một cây dừa. Hy sinh một cây dừa. Hy sinh một cây dừa. Có ăn chứ có đồ ăn. Tại vì lễ người ta mới đem xuống thôi chứ. Dạ, này dùng với món bánh xèo là ngon hay con? Hiếm rồi. Muốn ăn là phải phá hy sinh một cái cây dừa. Xào lộn xộn, cảm cảm bà con dùng một miếng rồi dùng hoài luôn á. Ghiền luôn nghe chú. Ừ, đúng rồi. Rồi, phải có sức khỏe thật là tốt nghe, mới đứng đây xào từ sáng tới chiều á. Đúng rồi, đúng rồi.
với là bếp rất là nóng. Rồi chào mấy chú. Đây là tháo beo ống thọ. Dạ. Cũng là đàng hoàng lắm, ngon lành lắm, có là ba sáu. Anh cho vui vẻ lắm, sao vui vẻ. Dạ dạ, thôi con gan sao con quay nha. Mấy chú giỡn. Ôi, sáng nay đông quá. Bây giờ thì Bước Chân Miền Tây sẽ đưa cô chú, anh chị vào tham quan khu vực chạy cơm số 4. Chạy cơm lớn đối diện với An Hòa Tự. Ở đây thì phải nói là bếp ăn khổng lồ, đãi cho hàng ngàn người luôn á. Vô chú quay cho. Đó. Xin chào mấy em trai luôn. Chào anh luôn. Ở đâu đi giới thiệu luôn? Em ở Tâm Nông. Tâm Nông Đồng Tháp hay không? Tâm Nông Đồng Tháp. Tới đi. Đây là khu vực đãi nước như là đãi món hoành thánh chiên. Hôm nay là mình thấy là đãi nước suối rồi. Rồi chụp hình lưu niệm luôn, đãi nước suối. Ừ, hồi ngày hôm qua hình như là đãi cái bát hà sữa. Bữa nay là nước suối, cà phê. Mới đãi hột é, mũ chôm rồi nè. Bây giờ hột é với mũ chôm là hết rồi hay gì? Mới hết rồi, giờ tới món mới là nước suối. Món mới là nước suối. Dạ. Biết trong bữa nay là có hoành thánh không hay gì? Đó. À, đang làm trống ha. Vô. Rồi bên đây là đãi món trà đường hả? Trà đường. Hôm qua ở đây là đãi bạc hà sữa nè. Dạ. Bạc hà sữa quá đắt rồi ha mấy gì? Dạ. Mới hết. Bây giờ mình đi vào trong nha. Mấy em gái đây qua giỏi lắm nè. Hoành thánh. Lên đài hoài luôn hả? Ờ, mình làm việc tốt mà. Dạ. Mình làm thôi mình gọi lên. Mình làm thôi mình gọi lên hả? Dạ. Quay đài gì? Dạ, quay đài YouTube. Đài YouTube Bước Chân Miền Tây. Dạ. Hình ảnh đẹp là mình cứ đưa lên nhiều nhiều heo cái gì? YouTube á. Dạ. Dạ, coi điện thoại á, bấm điện thoại á. Bấm Bước Chân Miền Tây á trên YouTube á nha, YouTube á. Dạ. Mới quay mới ra. Hôm qua chưa quay. À dạ. Thôi chúc mấy dì sức khỏe nha. Dạ. Rồi con gái giỏi quá. Con gái bao nhiêu tuổi rồi con gái? 9 tuổi rồi, vậy là con học lớp 4 hả? Giỏi quá nè. Đi theo bà nội hay bà ngoại? Đi theo bà nội tiếp ha. Rồi con gái mới 9 tuổi là biết làm món hoành thánh rồi nè. Rồi làm cho chú coi coi. Ai dạy con làm? À, thấy bà nội làm cái con làm theo đúng không? Rồi con làm đi, con làm đi. Con làm cho chú quay. Quá giỏi. Nhà con ở đâu con gái?
Ở Cua Chùa hả? Ở xã nào? Xã Kiến An, Chợ Mới. Quá giỏi luôn con gái ơi. Chúc con sức khỏe nha. Món vành hánh chiên. Đây có một em gái nữa nè. Này thứ bảy các mấy em được nghỉ học nên đi theo ông bà phụ tiếp ngày lễ. Chiên mà cái thao chiên. Lên màu nhìn đẹp quá. Quay ra là 1 phút 20 giây là hết liền. Bởi vì đưa ra không đúng. Đưa ra 30 giây là hết tập liền. Bà con hình như rất là thích ăn món bánh hánh chiên. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn á. Hết người nấu luôn, đưa hậu vô giấc luôn. Hết chứ lâu gặp hậu rồi. Nè, bỏ chủ. Cái này phải vô phần cho mình. Bên dưới có một tao. Chim phóng xanh. Chú này quay phim này chú. Kênh chú tên gì vậy? Đây chú quay cho mấy con nè. À, mà kênh chú tên gì vậy? Chú kênh Bước Chân Miền Tây. À, mấy con đi học mới ra hả? Dạ con đi học về rồi mới ra đây con. À, con cơm chưa? Dạ con ăn rồi. Rồi, chúc mấy con đi vui vẻ nha. Ồ, khu vực này đông quá đông rồi. Khu vực này luôn đông đúc dài cho tới vòng xoay luôn á. Ở đây là đại cà phê nè, mọi người đến đây ngồi ở bàn thưởng thức ly cà phê cũng như là sáng nay chắc đãi bánh canh quá. Bánh canh à, khu vực đã bánh canh quá đông rồi. Có quá nhiều món ăn để cho chúng ta lựa chọn. Cơm, bún, hủ tiếu, đầy đủ, không thiếu món gì hết. Sao cười hí dữ vậy? Bước Chân Miền Tây. Dùng chưa? Dùng món ăn chưa? Chưa hả? Ngon miệng không cái gì? Ngon. Dạ. Quá ngon rồi chú. Quá ngon. Dạ dạ, Bước Chân Miền Tây.
Dạ. Léo nữa cho người con cái rồi đi lấy thẻ ra đi. Đông quá. Chút ở. Đường quật là món bánh bao. Hôm qua mình có quay ở khu vực này rồi. Dạ. Còn nhỏ An Phú. Ở bên đây món gì mà đông quá vậy ta? À bên đây mọi người đang chờ xin bánh bao mà đông gì nè. Quá đắt rồi, bánh bao quá đắt rồi. Bánh ra sao? Dơ dơ cao cao lên. Đồng Tháp nha. Rồi. Sáu bảy hay sáu sáu? Sáu bảy hả? Đợi lâu chưa vậy? Đợi lâu chưa? Bao nhiêu phút rồi? Nửa tiếng chưa? Quá quá đắt món bánh bao rồi mới đợi. Tốt hết mồ hôi luôn kìa. Chưa ra lò. Nghe mấy cô truyền tay nhau hỏi một tiếng chưa. Đây là khu vực nhà cơm An Hòa Tự, phía sau nhà bếp. Quá đông. Giờ này hơn 10 giờ sáng. Mọi người đãi liên tục. Chào cô. Một lượng lớn rau củ quả này là đều là từ thiện hết nha cô chú anh chị. Bà con đi đến đây để chung tay làm tiếp cho chùa, đãi bà con đi hành hương. Phía sau là khu vực bếp cơm. Đây là mấy cái bếp cơm nè. Mấy cái thùng mũ đó là đựng cơm đó. Nóng lắm. Khu vực nhà bếp.
Đây là khu của mấy chiếc cộ hoa đậu. Tầm khoảng 11 giờ thì đoàn cộ hoa sẽ di chuyển về Tân Châu. Giờ này thì mới 10 giờ mấy thôi. Nữa nếu đoàn di chuyển ở đây thì bước chân mình đây sẽ quay cảnh di chuyển cho cô chú anh chị xem. Đây là nguyên cái khu đãi ăn uống. Ôi đông quá, bữa nay đãi cái gì mà đông quá. Ngồi đứng thấy người không biết đãi món gì mà đông quá. Chỗ đâu nành. Sữa đậu nành mà quá đắt rồi. Bỏ tới bên đây luôn rồi kìa. Hello. Nãy nước suối em gái. Hình như là quay là phải uống rồi chú. Hình như là nước suối này là khác khác nước suối khác mà. Phải không em gái? Chai nhỏ. Cảm ơn em gái nha. Cậu đi học không em gái? Cậu đi học không? À, hôm nay là về lễ tiếp ha. Đi vậy là đi làm rồi. Rồi chúc em gái sức khỏe nha. Thấy vui không? Năm sau đi tiếp. Năm nào cũng đãi hết em gái. À, chào em. Trà đường, trà đường. Hả? Em đãi nước hả? Dạ không, tìm. À em là khách. À, uống hết kêu anh chia hả? Mèn ơi, anh tay nữa đâu mà cầm, anh còn trái nước nè. Thôi được rồi, em chia cho bạn khác đi. Xin rồi còn chia tiếp nữa. Khu vực trà đường. Này là nước cam hay trà đường vậy chị? Nước cam hả? À, trà đường. Xin chào những cô gái tuyệt vời. Hôm qua mình gặp rồi đúng không? Hôm qua gặp chưa? Chưa hả? Vậy hôm nay gặp. Mấy bạn đến từ đâu? Mấy em đến từ đâu? Bình Định. Hả? Bình Định đến An Giang mà thường mình ơi. Bình Định hả? Bình Định. Ủa anh ở An Giang mà anh không biết Bình Định là đâu luôn á. Bình Định là đâu chỉ anh đi với? Ở miền Trung. Ở ra tới miền Trung hả? An Giang có Bình Định hả? Ở đây An Giang mà người An Giang bình thường, người Bình Định luôn rất bình thường. Có người Bình Định thôi. À không, vậy là em gái nói thật, em gái này là ở Bình Định. Dạ đúng rồi, em gái này là ở Bình Định. Quê ở miền Trung. Em vào dự lễ hay là em ở đây? Đi dự lễ. Cô gái đến từ miền Trung về dự đại lễ 25 tháng 11. Có cảm nghĩ gì không? Nói cho anh nghe coi. Khi mình ở miền Trung, mình vào miền Nam nè. Mến khách. Em vào đây dự lễ này được mấy lần rồi? Lần đầu tiên. Cứ kênh Bước Chân Miền Tây con. Ôi quá đặc biệt, cô gái đến từ miền Trung. Rồi chú em gái sức khỏe nha, rất là tuyệt vời. Đây đây, từ từ chú quay cho. Mấy con xin nước đi, mấy con vô xin nước đi chú quay luôn. Ủng hộ
mời mấy cô đó một ly nước đi. Rồi chú kênh Bước Chân Miền Tây nhớ chưa, mấy con ở đâu đi? Con đang ở Long Xuyên. À, Long Xuyên City. Rồi chào những chàng trai Long Xuyên nha. Hình như ở đây là có mấy bạn học sinh. Hôm nay thứ bảy, đại nước suối tiếp nè. Giờ này còn đi học không? Học xong rồi hả? Vậy là buổi chiều nghỉ hả? Hay là tiếp giờ này rồi chiều học tiếp? À, chiều nay nghỉ mấy em học lớp mấy? Dạ tụi con lớp 12. À, lớp 12. Quá tuyệt vời luôn mấy bạn học sinh. Xuống đây, xuống đây. Trường Chu Văn Ngang nha. Hello Chu Văn Ngang. Bạn áo đen kia cũng Chu Văn Ngang luôn hả? À. Những bạn học sinh, nữ sinh. Khu vực cổng sau quá đông. Đây là cái món sâm quá. Chắc là sâm lên. Vì dân nguyện giữ gìn sự trong sáng thế giới của giáo lý trong trường nước suối. Ở đây cũng có chạy cơm nữa nè. Trà đường ngon không chị gái? Món trà đường. Như trong kia là có đẩy cơm. Cháo hả cậu? Hello. Xin chào. Như là mấy bạn này hôm qua khác mấy bạn hôm qua hả ta? À, vậy là hôm qua anh quay là mấy bạn khác. Mấy em còn đi học không? Dạ còn. Nay cuối tuần tiếp. Ở trong đây bà con đãi cháo. Cười. Ăn gì chưa em trai? Thấy cười tấm tắc nè. Ăn gì chưa? Ăn cháo à? Cháo quá ngon à. Mình đi dài cả phía sau. Hôm trước, hôm qua thì mình không có quay ở khu vực này. Thơm quá. Hỏi đi rau vậy? Cháo tường. Rồi, có tường anh. Dạ. Dạ. Không có vắng mấy chị bán cháo rồi. Mấy chị bán cháo hả? Ở đây là phát cháo miễn phí mà. Cháo miễn phí. Rồi, rồi xin chào chị. Đẹp tay đô nói chuyện đây. Người đẹp tay đô.
Đã, món cháo mình đãi qua nay luôn hả chị? Đãi bữa 22 tới nay anh ơi. 22 tới nay. 22 đấy. Thơm quá. Quay gọi ăn cháo luôn đi quê. Quay gọi ăn cháo luôn đi quê hả? Ờ, nè. Quá nóng rồi, quá ngon luôn. Thổi gì, thổi gì ăn ha. Cháo gì vậy chị? Kìa, ai qua quả. Quá. Mới thấy người này xin được thăm á. Tô hay tô mà. Ồ. Quay cho đẹp đẹp nha anh. Em gái ngày hôm qua nè. Em ngày hôm qua đúng không? Em gái ngày hôm qua anh quay đúng không? Đó, mấy đứa con. Ờ, giỏi quá. Mấy đứa con là tới tháng rồi đó. Đó là con đầm. Em đãi hôm qua tới nay luôn hả em gái? À, có về nhà không? Chiều hôm qua là đã gặp em gái đây rồi đó. Quá giỏi luôn. Em gái đãi xuyên suốt luôn nha quý vị. Con gái đãi đãi lên cho tao 70-80 năm nữa. Gái đãi 70-80 năm hả anh trai? Ôi, nóng nóng nè. Rồi rồi quay vô thằng cháu. Quá nóng luôn. Cái này là dừa. Rồi để đất lại. Rồi để lại. Đây là bát nước suối. Một cái 10.000. Một cái 100.000. Ba cái 100. Một cháo 10.000, rượu lửa bà con ơi. Chào mấy em luôn. Mén ơi, Quy Huyền rồi Mén ơi. Ai tin Mén đâu. Ba cái 100. Ôi chú anh chị ơi, nước suối ơi. Cháo 10.000. Mấy em là học sinh hả? Học sinh trường nào? Năm cái 15.000. Chu Văn An, hôm nay là mấy bạn Chu Văn An tiếp lễ quá nhiều. Một cái 100.000. Ba cái 100. Đây em gái nữa nè, mấy cô nữa nè. Hello cả nhà. Phát biểu cảm nghĩ đi anh trai. Thấy vui không em gái? Hả? Cho anh phát biểu cảm nghĩ coi. Thấy sao nè? 3 cái 100. Năm nào em cũng tiếp ha. 10.000. À. Năm nay hơi vắng nha anh. À, năm nay khách đi không bằng năm ngoái ha. Nước suối còn dư lắm luôn. Nước suối còn dư hả anh trời? Cái gì? Ế quá trời ơi. Con nước mà ế. Nước ế à. Đại nước ế. Thôi anh chúc mấy em sức khỏe nha. Năm sau gặp lại. Bye bye mấy em. Khu vực đây là cổng sau, buôn bán rất là nhiều. Có lẽ thì bước chân miền Tây cũng sẽ khép lại video clip ngày 25 tháng 11 ngày chánh lễ. Mọi người đang bán cái gì mà đồ chua không? Cốc non, xài non không rồi. Toàn đồ chảy nước miếng không à. Thôi, Bức Tranh Miền Tây gửi lời cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem hết video. Nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây bằng cách là nhớ ấn nút đăng ký kênh và ấn nút like. Cho Bức Tranh Miền Tây một like, một bình luận nha. Chia sẻ, đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bức Tranh Miền Tây những tập tiếp theo. Tạm biệt tất cả mọi người. Chúc sức khỏe. Khoảng 4 tới 10.000.